Hello, chào buổi sáng cả nhà mình. Chúc cả nhà mình ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào buổi sáng cả nhà. Xin chúc cả nhà những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất ngày hôm nay, và xin chúc cho mọi thành công lợi lộc sẽ đến với chúng ta. Rất là tuyệt vời ạ. Ngay bây giờ mình cùng các anh chị đặt tay lên trái tim của mình, và các anh chị hãy nói những lời yêu thương và biết ơn từ tận trái tim của mình để những điều tuyệt vời chúng ta đang đón nhận các anh chị nhé. Các anh chị đang xem livestream thì có thể tắt tên của mình vào. Chúng ta gieo nhân tốt thì có cả bầu trời quả ngọt nhé các anh chị. Sáng ngày hôm nay mình vô cùng hạnh phúc và biết ơn các anh chị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta hãy cảm ơn chính bản thân mình, hãy đặt cánh tay lên trái tim và vô cùng hạnh phúc và biết ơn chính bản thân mình khi tham gia vào cái buổi livestream trong buổi sáng hôm nay, để chúng ta đón nhận những cái bí kíp, những điều tuyệt vời nhất nha các anh chị. Cả nhà ơi, ngay bây giờ, ngay lúc này, các anh chị đang cảm nhận như thế nào về chính bản thân mình và cái trường năng lượng buổi sáng này ạ? Nếu mà các anh chị đang cảm thấy rất là dạt dào, hạnh phúc từ tận trái tim của mình, thì các anh chị hãy comment "tôi đang rất là hạnh phúc" để đón nhận những giá trị tuyệt vời trong buổi sáng hôm nay. Rồi chúng ta rắc bụi phép màu cho chính cái cuộc đời của mình nha các anh chị. Anh chị có thể nói cho mình à. Ngày hôm nay là một ngày tràn đầy hạnh phúc, năng lượng của tình yêu thương, lòng biết ơn để đón nhận những điều tuyệt vời. Tôi tận hưởng những điều tuyệt vời này và chia sẻ những điều hữu ích cho những người xung quanh tôi, cũng có
được những điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. Tôi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cần tâm trí tôi hiện diện ở đây để đón nhận những phép màu, những bí kíp để tôi hoàn thành xuất sắc mục tiêu của tôi. Ngay cái thời khắc này trở đi, cảm ơn những cái kiến thức, những cái bí kíp trong buổi sáng ngày hôm nay đã giúp cho tôi có được cuộc sống tự do từ bên trong tâm trí, tự do về tài chính, tự do không gian, tự do thời gian, và giúp cho tôi đạt được chính xác mục tiêu tài chính tháng 10 năm 2023. Tiền lợi nhuận vào vào trong cái tài khoản của tôi là mình có thể ghi cái con số mục tiêu mình ra ha. Tôi cảm ơn những giá trị cho cái buổi livestream sáng ngày hôm nay đã giúp tôi chinh phục toàn bộ mục tiêu, giúp tôi trở thành bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Rồi ok, xong chưa các anh chị? Mình chào Phương, Phượng nha, Phượng Đinh. Xin chào Phượng. Chúc cho một mục tiêu tháng 10 này của Phượng hoàn thành xuất sắc mục tiêu nha. Rồi các anh chị đã quyết định xong chưa các anh chị? Và bây giờ hôm qua chúng ta vừa đi qua cái chương 3, đó là tác động kỳ diệu của tiềm thức. Và bây giờ mình sẽ phân tích thêm một số ý để chúng ta hiểu rõ hơn nhé. Điểm lại những ý cần nhớ. Thứ nhất là tiềm thức điều khiển tất cả những quy trình sống còn của cơ thể và biết câu trả lời cho mọi vấn đề. Cho nên là khi chúng ta gặp điều gì, chúng ta có khúc mắc gì, chúng ta có mong muốn gì mà chúng ta chưa tìm ra được câu trả lời, thì chúng ta hãy ra quyết định là chúng ta sẽ đạt được kết quả. Tập trung vào kết quả là mình sẽ đạt được nó, và tiềm thức sẽ chỉ cho chúng ta câu trả lời. Thứ hai, ý thứ hai mà mình cần phải nhớ đó là bất cứ điều gì bạn ghi khắc vào tiềm thức sẽ được biểu thị trên màn hình không gian như hoàn cảnh, kinh nghiệm và sự kiện. Vì vậy, hãy cẩn thận với những ý niệm và tư tưởng tiêu cực ấp ủ trong ý thức của bạn. Điều này có nghĩa là chúng ta đều hiểu rằng là cái bộ não của chúng ta nó là một trong những nơi vô cùng quan trọng. Chúng ta biết rằng là sau ngày hôm nay, bao nhiêu anh chị hiểu được là suy nghĩ của chúng ta nó có tác động cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cái hành vi, lựa chọn và tới kết quả của cuộc đời của mình không ạ? Ví dụ là khi bạn tập trung vào điều tích cực, bạn sẽ có cảm xúc tích cực, cảm xúc yêu thương, vị tha và biết ơn, hạnh phúc. Thì bạn sẽ có thái độ như thế nào? Bạn có cách hành xử như thế nào và bạn có cái kết quả như thế nào? Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta để cho những suy nghĩ tiêu cực nó len lỏi bên trong cái bộ não của mình, cái suy nghĩ của mình, thì rõ ràng là nó ảnh hưởng rất là lớn tới kết quả của chúng ta ha. Cho nên là việc chúng ta không nên để những suy nghĩ tiêu cực này nó tác động tới cái tư tưởng của mình. Và điểm thứ ba là quy luật. Quy luật tác động và phản ứng có tính phổ quát. Tư tưởng của bạn chính là tác động và sự hưởng ứng tự động của tiềm thức đối với những tư tưởng đó chính là phản ứng. Quy luật tác động phản ứng có nghĩa là chúng ta là khi mà chúng ta có một suy nghĩ gì thì chúng ta đưa ra một quyết định gì. Thì tiềm thức sẽ phản ứng lại với tư tưởng đó và nó sẽ mang đến rất nhiều những điều để chúng ta đạt được chính cái điều đó. Nói đơn giản nhất đó là anh chị nghĩ, anh chị cảm nhận như thế nào, thì tiềm thức đều thuận theo
như ý của mình. Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta cảm nhận như thế nào thì tiềm thức nó không có cãi lại, nó chỉ phản ứng những gì chúng ta quyết định thôi. Chúng ta cũng đã học là ý thức thì nó là ra quyết định, tiềm thức thì nó sẽ hưởng ứng, đồng ý và thu hút nhiều điều đó hơn đến với chúng ta. Và cái ý thứ tư đó là cảm giác chán nản và thất vọng đều do ước nguyện không thành. Nếu như bạn cứ trăn trở mãi với những chướng ngại và khó khăn, tiềm thức của bạn sẽ hưởng ứng theo. Điều đó cũng có nghĩa là bạn đã tự ngăn cản điều tốt đẹp đến với mình. Có nghĩa là nếu như bây giờ trong quá khứ mà chúng ta gặp một cái chuyện gì đó mà một cái chuyện gì đó mà chúng ta không mong muốn, có thể là chúng ta chưa thành công trong một việc gì đó, hoặc là chúng ta gặp một điều gì đó chưa như ý xảy ra với cuộc đời của mình, thì bây giờ chúng ta phải hiểu được một điều là gì ạ? Quá khứ thì nó đã xảy ra rồi, tương lai thì nó chưa đến, nhưng hiện tại là cái nơi mà chúng ta đang sống. Và con người của chúng ta có thể thay đổi được một việc duy nhất, đó là tại thời điểm hiện tại. Thì cứ ngay bây giờ, ngay lúc này là chúng ta mới có quyền để có thể ra quyết định. Chỉ có ngay lúc này, ngay bây giờ là chúng ta có quyền năng được lựa chọn và mình tập trung vào điều gì. Và chỉ ngay bây giờ, ngay lúc này mình có cái quyền năng để có thể cải thiện và phát triển, để mình có thể thay đổi được tương lai của chúng ta. Vậy thì là thay vì cứ phải lo lắng, thay vì cứ phải thất vọng, thay vì cứ phải nghĩ về những điều mà không tích cực trong quá khứ, hoặc là lo lắng về những điều mà chưa hề xảy ra trong tương lai, thì hãy sống trọn vẹn trong hiện tại. Lựa chọn thay đổi cái hiện tại lúc này để tương lai tốt đẹp hơn. Và có một điều rất là hay là tiềm thức thì không hiểu từ không. Tiềm thức nó không hiểu từ không nha các anh chị. Và tiềm thức thì không biết là chúng ta thích hay là không thích. Nếu như lúc nào anh chị cũng dằn vặt trong những tư tưởng không thành công, lúc nào cũng mình cũng ở trong trạng thái thất vọng, chán nản và những trạng thái không tích cực như vậy, thì tiềm thức sẽ hiểu như thế nào ạ? Tiềm thức sẽ hiểu là chủ nhân mình thích cảm giác này, bởi vì ý thức tác động và tiềm thức phản ứng. Nếu như bây giờ chúng ta cứ lựa chọn vui thì cứ buồn hoài, thay vì tích cực thì cứ buồn hoài, thay vì hướng về sự phát triển thì cứ nghĩ tới những cái điều không tốt. Vậy thì sao ạ? Chúng ta được lựa chọn mà, anh chị hình dung không ạ? Vậy thì khi đó tiềm thức sẽ nghĩ là chắc là chủ nhân của mình thích, cho nên chủ nhân mình mới chọn. Chủ nhân mình có quyền chọn tích cực, chủ nhân mình được quyền chọn yêu thương, thành công. Vậy thì hãy suy nghĩ tích cực lên. Nhưng mà chủ nhân mình không chọn điều đó, chủ nhân mình chọn không tích cực, vậy thì chắc chủ nhân mình thích điều này. Vậy thì tiềm thức sẽ làm gì ạ? Chúng ta nhớ nha, chúng ta là một cái thỏi 500 và chúng ta hút bất cứ thứ gì chúng ta tỏa ra. Và khi anh chị là người nhiễm từ rồi đó, là khi đó bất cứ những lời nói, những hành động nào của anh chị, nó sẽ tác động rất là lớn, nó sẽ tác động rất là nhanh luôn. Nó xảy ra rất là nhanh luôn. Và nếu như bây giờ chúng ta tập trung vào những điều không tích cực như vậy, tiềm thức hiểu là chủ nhân mình thích điều đó và mong muốn của chủ nhân là mệnh lệnh đối với tiềm thức, và mong muốn của bạn là mệnh lệnh với vũ trụ. Và tiềm thức sẽ thu hút vô vàn những điều mà chúng ta không mong muốn đến. Để làm gì? Để bạn lại tiếp tục có cái cảm giác không tích cực đó. Bao nhiêu anh chị hiểu được cái bài học này ạ? Anh chị hình dung là chúng ta tập trung vào những điều đó thì tiềm thức sẽ hưởng ứng theo. Có nghĩa là gì ạ? Là chúng ta đang ngăn cản điều tốt đẹp đến với mình. Vậy thì việc của chúng ta là gì? Chúng ta được quyền lựa chọn là tập trung vào điều bạn muốn. Và cái ý thứ năm, ý thứ năm mình cần nhớ đó là hãy luôn giữ cho ý thức ngập tràn bởi những điều tốt đẹp nhất, và tiềm thức của bạn sẽ mô phỏng chính xác theo lối tư duy thường ngày của bạn. Vậy cái điều này có nghĩa là thay vì tập trung vào những điều không tích cực thì hãy tập trung vào những ý nghĩ ngập tràn vào những
điều tốt đẹp nhất. Ok chưa anh chị? Hãy tập trung vào những điều mình muốn. Bạn muốn gì? Anh chị có thể comment nha. Anh chị muốn gì? Anh chị có thể comment là anh chị muốn gì? Điều anh chị mong muốn là gì? Chúng ta muốn khỏe mạnh không ạ? Chúng ta muốn hạnh phúc không ạ? Chúng ta có muốn yêu thương? Chúng ta có muốn giàu có không? Chúng ta có muốn được tự do không? Chúng ta có muốn mình trở thành một người có giá trị không? Chúng ta có muốn là mình thành công không ạ? Chúng ta có muốn may mắn không ạ? Chúng ta có muốn hạnh phúc không? Chúng ta muốn cái gì? Thì hãy tập trung vào điều đó. Và khi người khác đạt được điều những điều đó thì chúng ta hãy làm gì? Hãy chúc phúc cho họ, chúc phúc bằng tận cái chân thành của mình, để cho tiềm thức chúng ta hiểu là gì, chúng ta cũng đang thu hút điều đó. Và cái điểm thứ sáu, điểm thứ sáu là hãy hình dung đến một kết quả hay giải pháp tốt đẹp cho vấn đề của bạn. Hãy cảm nhận sự phấn khích khi thành công. Những gì bạn hình dung và cảm nghiệm sẽ được tiềm thức đón nhận và hiện thực hóa. Có nghĩa là khi chúng ta gặp những vấn đề nào đó thì thay vì chúng ta cứ lo âu, chúng ta cứ suy nghĩ rồi như thế nào đó, thì chúng ta hãy bình tĩnh lại và đưa ra quyết định là kết quả mọi chuyện sẽ được giải quyết theo một trật tự linh thiêng, theo điều mà tôi muốn. Và hãy hình dung. Các anh chị nhớ nha, cái này rất là quan trọng nha, là các anh chị hãy hình dung, hãy ra quyết định và hãy hình dung đến kết quả mình muốn. Chứ không phải mình nói mọi chuyện sẽ xảy ra kết quả như mình mong muốn, mà bạn không hình dung ra cái kết quả thì bức tranh, không hình dung ra kết quả là bức tranh khi mà mình đạt được. Tiềm thức nó cho cái cách nhanh nhất, và đương nhiên chúng ta chào cái kết quả là chúng ta phải có hình dung được cái hình ảnh là mình đạt được, lúc đó mình hạnh phúc như thế nào, mình vui sướng như thế nào. Nó giống như cái câu chuyện của các bà Rachel mà bà hình dung chạm tới cái suối thánh như thế nào. Các anh chị còn nhớ câu chuyện này không ạ? Chúng ta hình dung cái kết quả giống như vậy. Và cái điều thứ bảy là hãy khẳng định một cách có ý thức: tôi tin rằng sức mạnh tiềm thức, điều đã truyền cho tôi ước nguyện này, giờ đây cũng đang thực hiện nguyện vọng đó của tôi. Điều này sẽ giải quyết mọi sự mâu thuẫn. Có nghĩa là chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng với tiềm thức của mình, tin tưởng rằng luôn luôn có một sức mạnh ở bên trong chúng ta đang hiển thị một phép màu, đang hiển thị và sẵn sàng đáp ứng mọi mệnh lệnh, mọi điều mong muốn của chúng ta. Đó là niềm tin, là quy luật niềm tin của sức mạnh tiềm thức. Và có rất là nhiều cái câu chuyện rất là kỳ diệu về sức mạnh tiềm thức mà chúng ta đã nghe qua trong buổi sáng ngày hôm qua. Anh chị nào hôm qua chưa nghe thì có thể vào trang Facebook cá nhân của mình để nghe lại nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình cho buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đọc cái cuốn sách về sức mạnh tiềm thức. Cuốn sách về sức mạnh tiềm thức này. Trong cuốn sách sức mạnh tiềm thức thì có rất là nhiều chủ đề về mọi mặt trong cuộc sống của mình luôn. Có anh chị nào chưa biết về cái cuốn sách sức mạnh tiềm thức này không ạ? Nếu chưa biết thì comment là chưa cho mình thấy. Có anh chị nào đã đọc được ít nhất một lần rồi thì hãy comment số lần nha. À,
Mình thật sự rất là may mắn là được học tập và rèn luyện những kiến thức này ở trong câu lạc bộ mà mình đang rèn luyện, và mình mới biết được là cái bí mật là chúng ta có cái sức mạnh phi thường bên trong mình và mọi thứ do mình quyết định và lựa chọn. Vậy thì những bí mật kỳ diệu đó là gì? Chúng ta cùng nhau tiếp tục đi vào cuốn sách sức mạnh tiềm thức này. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đọc và tiếp cái chương 4. Cái chương 4 là chữa trị tinh thần trong thời cổ. Các anh chị nhé. Chữa trị tinh thần trong thời cổ. Nghĩ đến điều lành sẽ tới. Nghĩ đến điều dữ sẽ theo. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. Qua các thời đại, có người sống ở khắp các lục địa, trong mọi miền khí hậu. Tiếp thu mọi nền văn hóa bằng bản năng, họ biết rằng đâu đó có tồn tại một năng lực chữa lành, có thể khôi phục khả năng và chức năng của một người trở lại trạng thái bình thường. Họ tin rằng quyền năng kỳ lạ này có thể được khơi gợi dưới những điều kiện nhất định và nếu được khởi phát thích đáng. Nỗi thống khổ của con người sẽ được vui dịu. Lịch sử của tất cả các dân tộc đã củng cố tính xác đáng cho niềm tin này. Trong buổi bình minh của lịch sử thế giới, người ta cho rằng các thầy tu, nữ tế và những người mộ đạo được sở hữu những năng lực tác động đặc biệt. Những người này khẳng định họ sở hữu quyền năng được Thượng Đế trực tiếp ban cho, kể cả năng lực chữa lành bệnh. Các phương thức và quá trình chữa trị khác nhau theo từng vùng trên thế giới, nhưng nói chung chúng gồm những lời thỉnh cầu, Phật tế thần, các nghi lễ khác nhau như phù, như quỳ, phủ, trên hai bàn tay và niệm thần chú sử dụng bùa hộ mạng, phù, nhẫn, thánh tích. Chẳng hạn theo các tôn giáo cổ xưa, thầy tế sau khi cho bệnh nhân uống thuốc sẽ đọc những lời ám thị thôi miên trong thời gian bệnh nhân ngủ. Họ nói với bệnh nhân rằng thần linh chắc chắn sẽ đến thăm họ trong giấc ngủ và chữa lành bệnh cho họ. Trên thực tế, nhiều trường hợp đã được chữa lành, nhưng tín đồ của nữ thần Hathet thường trộn lẫn những con thằn lằn với nhựa thông, hương trầm và nhựa thơm rồi tán nhuyễn chúng giữa trời thoáng đãng dưới ánh trăng lưỡi liềm để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi thực hiện những nghi thức kỳ dị và huyền bí này, họ cầu nguyện với nữ thần uống thứ kỳ dược họ vừa bào chế rồi đi ngủ. Nếu niềm tin của họ đủ mạnh, họ sẽ gặp nữ thần trong giấc mơ. Nghi lễ này nghe qua thật kỳ lạ, thậm chí quái dị, nhưng nó cũng đã chữa lành cho nhiều trường hợp. Nhìn chung, những người sống vào thời xa xưa đã thực hiện rất nhiều phương thức để tận dụng sức mạnh lạ thường của tiềm thức và vận dụng nó vào cho việc chữa trị. Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản biết rằng nó có phát huy tác dụng, chứ tuyệt nhiên không hiểu tại sao nó lại hữu hiệu như vậy. Ngày nay, chúng ta hiểu rằng họ đã vận dụng sức mạnh của sự ám thị đối với tiềm thức. Nghi thức, kỳ dược và bùa hộ mạng khơi gợi sức tưởng tượng của con người một cách mạnh mẽ, giúp tiềm thức đón nhận những lời ám thị do người chữa bệnh đưa ra. Nhưng thực chất, công việc chữa lành do chính tiềm thức của bệnh nhân thực hiện. Trong mọi thời đại, những người chữa trị không chuyên theo dạng này đã đạt được một số kết quả đáng chú ý trong những ca bệnh mà ngay cả kỹ thuật y khoa chính thống cũng thất bại. Điều này đã đặt ra một vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ. Họ đã làm điều đó như thế nào? Phép chữa lành đó đã hoạt động ra sao? Câu trả lời không quá khó. Chính niềm tin của người bệnh đã phóng thích sức mạnh chữa trị cư ngụ trong tiềm thức, khiến những điều kỳ diệu xảy ra. Những phương thuốc hoặc biện pháp chữa trị càng kỳ quái và đặc biệt, bệnh nhân càng dễ tin với họ
thường nghĩ rằng bất kỳ cái gì lạ lùng hẳn phải có quyền năng khác thường. Ngoài ra, chính tâm trạng phấn khích và niềm kỳ vọng sâu xa trong họ khiến họ càng dễ dàng tiếp nhận những lời ám thị và sự khỏe mạnh trong cả ý thức lẫn tiềm thức. Phép lạ liên quan đến những nơi thiên trên thế giới. Trên mọi lục địa, ở mọi vùng đất, có nhiều nơi trong tương truyền và là rất linh thiêng từng xảy ra những phép chữa lành, màu nhiệm. Nhiều cái tên nổi tiếng khắp thế giới, chẳng hạn như suối thánh Lourdes. Nhưng cũng có nơi chỉ được người dân sống ở những vùng lân cận biết đến. Dù nổi tiếng hay vô danh, nhưng phép chữa lành tại những nơi thiên ấy đã xảy ra đều nhờ vào năng lực của tiềm thức. Tôi từng đến thăm nhiều đền điện nổi tiếng ở Nhật Bản, trung tâm điểm của ngôi đền Taikosu nổi tiếng thế giới là một bức tượng đồng khổng lồ cao 12,8 mét. Nó miêu tả hình ảnh Đức Phật ngồi chắp tay, đầu ngài cúi xuống trong một trạng thái xuất thần nhập định hoàn toàn. Nơi đây tôi thấy những thiện nam tính nữ đủ mọi lứa tuổi đang dâng lễ cúng dưới chân tượng, gồm tiền, hoa quả, gạo và cam quýt. Họ lui cui thắp nến, đốt hương và lầm rầm khấn nguyện. Tôi lắng nghe giọng trầm bổng của một thiếu nữ đang cúi đầu và dâng cúng mấy quả cam. Cô đang cảm tạ Đức Phật đã khôi phục giọng nói cho mình. Cô bị tắc tiếng nhưng sau đó đã được khôi phục sau khi dâng cúng và khấn nguyện tại điện thờ này. Cô tin rằng Đức Phật sẽ ban lại cho cô giọng nói nếu cô làm theo một nghi lễ nhất định, trai tịnh và cúng tiếng lễ Phật. Điều đó đã thổi bừng lên trong cô sự kỳ vọng và niềm tin mãnh liệt. Chính niềm tin đó đã đẩy trạng thái tinh thần của cô đạt đến mức độ của lòng tín mộ. Và tiềm thức của cô đã hưởng ứng với lòng tín mộ đó. Một ví dụ khác là trường hợp một người bà con của tôi ở Brett, miền Tây nước Úc, bị bệnh lao phổi. Hai lá phổi của ông bị suy yếu trầm trọng. Con trai ông đã quyết định giúp cha tự chữa lành. Anh đến gặp cha và bảo với ông rằng gần đây anh có biết một thầy tu có năng lực kỳ lạ. Vị tu sĩ này vừa mới trở về sau một chuyến lưu chân rất lâu tại một trong những nơi thiêng liêng nhất ở châu Âu. Đó cũng là nơi ông đã tìm được một mảnh nhỏ của chiếc thánh giá thật. Được đính vào chiếc nhẫn có niên đại từ thời Trung Cổ, qua nhiều thế kỷ rất nhiều người bệnh đã được chữa lành sau khi chạm vào chiếc nhẫn hoặc mảnh thánh giá thật. Người con trai còn nói rằng anh đã kể với vị tu sĩ về căn bệnh của cha và nài nỉ ông cho mượn chiếc nhẫn. Vị tu sĩ kia đã đồng ý. Để đáp lại tấm lòng của vị tu sĩ, người con trai đã tự nguyện tặng ông một lễ vật tương đương $500. Khi người con trai đưa cho cha xem chiếc nhẫn, ông già gần như đã giật lấy nó. Ông áp chặt chiếc nhẫn vào ngực, thầm thì cầu nguyện và rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi thức dậy, ông cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả những xét nghiệm lâm sàng đều cho kết quả âm tính. Những điều kỳ lạ như thế này vẫn thường xảy ra, nhưng điều đáng nói nhất ở đây là câu chuyện về vị tu sĩ mà người con trai kể cho cha nghe là hoàn toàn bịa đặt. Thật ra, anh ta đã nhặt một mảnh gỗ thường bên lề đường, đưa nó cho người thợ kim hoàn và nhờ đến một chiếc nhẫn kiểu cổ. Sau đó, anh đưa nó cho cha mình. Tất nhiên, chúng ta đều biết không phải mảnh gỗ bình thường kia đã trị lành bệnh cho người cha, mà chính trí tưởng tượng của ông bị kích thích đến mức cực cùng, cộng với niềm kỳ vọng mãnh liệt về một sự chữa lành hoàn toàn đã làm nên điều kỳ diệu. Sự tưởng tượng kết nối với niềm tin, sự liên kết này dẫn đến một sự chữa lành thông qua sức mạnh của tiềm thức. Người cha không bao giờ phát hiện ra trò lừa gạt của con trai, nếu biết bệnh của ông có thể sẽ tái phát. Nhưng chính vì nghĩ và tin rằng chính chiếc nhẫn thần diệu kia đã chữa lành cho mình,
mà chứng lao phổi của ông đã được chữa khỏi hoàn toàn. Ông đã sống hoàn toàn khỏe mạnh và 15 năm sau thì qua đời do những nguyên nhân khác ở tuổi 89. Hãy nhớ rằng niềm tin giống như một hạt giống được gieo vào đất. Nó sẽ phát triển theo đúng chủng loại của mình. Hãy gieo ý niệm là hạt giống trong đầu, tưới nước và bón phân cho nó với niềm hy vọng lớn lao, và nó sẽ đơm hoa kết trái. Nguyên lý chữa lành phổ quát. Trong phép chữa lành bằng sức mạnh của tiềm thức, hãy nhớ rằng cơ quan chữa lành chính là tiềm thức, và tiến trình chữa lành chính là niềm tin. Hãy nghĩ kỹ về những sự thật căn bản này. Bạn sở hữu những chức năng tinh thần đã được phân biệt rõ ràng. Một là ý thức và cái còn lại là tiềm thức. Tiềm thức luôn phục tùng sức mạnh của sự ám thị. Tiềm thức hoàn toàn kiểm soát các chức năng, trạng thái và các giác quan của cơ thể. Chắc hẳn bạn biết rằng có thể dùng ám thị để gây ra các triệu chứng của hầu hết mọi chứng bệnh ở các đối tượng bị thôi miên. Chẳng hạn một người đang trong tình trạng bị thôi miên có thể bị làm cho tăng thân nhiệt, đỏ mặt hoặc ớn lạnh tùy theo bản chất của lời ám thị đưa ra. Thậm chí nếu bạn ám thị với họ rằng họ bị liệt và không thể đi được, tức thì họ sẽ thể hiện y như vậy. Nếu đưa một cốc nước lạnh ngay mũi người bị thôi miên và bảo anh ta rằng cái này đựng đầy tiêu, hãy ngửi đi, anh ta sẽ hắt hơi dữ dội. Thế bạn nghĩ cái gì đã làm cho anh ta hắt hơi? Nước hay là lời ám thị? Nếu anh ta cho bạn biết anh ta bị dị ứng với cỏ đuôi mèo, bạn có thể đặt một bông hoa giả hoặc một cái ly không trước mũi anh ta. Khi anh ta đang trong trạng thái bị thôi miên, bạn bảo anh ta rằng đó chính là cỏ đuôi mèo, anh ta sẽ xuất hiện những triệu chứng dị ứng thường thấy. Điều này chứng tỏ rằng căn cơ của những triệu chứng là ở tiềm thức. Và vì thế, việc khắc phục những triệu chứng này cũng xảy ra trong tiềm thức. Những trường phái y học khác nhau như thuật nắng sương, khí công, thuật châm cứu và thiên nhiên liệu pháp đều mang lại những hiệu quả chữa trị ấn tượng. Cả các nghi lễ và nghi thức thuộc tín ngưỡng tôn giáo khác nhau trên thế giới cũng vậy. Rõ ràng là các phép chữa trị này đều có liên quan đến năng lực chữa lành của tiềm thức. Những nguyên lý trị liệu khác nhau. Các giáo phái tôn giáo và các nhóm theo đuổi những liệu pháp cầu nguyện khác nhau đã đưa ra nhiều lý thuyết trị liệu khác nhau. Không ít người tuyên bố rằng vì phương pháp của họ hiệu quả, do đó lý thuyết trị liệu của họ hẳn phải chính xác hơn cả. Nhưng qua những gì chúng ta đã tìm hiểu, nhận định này không thuyết phục. Có khá nhiều kiểu trị liệu khác nhau. Frank Anton Mesmer 1734-1815, một bác sĩ người Đức từng có thời gian làm việc tại Paris, đã phát hiện ra rằng ông có thể chữa lành bệnh cho bệnh nhân chỉ bằng cách áp 500 lên cơ thể người bệnh. Ngoài ra, ông còn thực hiện chữa trị bằng những mảnh thủy tinh và kim loại. Vì sao ông không dùng đến 500 thủy tinh hay kim loại để chữa bệnh nữa, mà thay vào đó ông áp hai tay mình lên cơ thể bệnh nhân? Ông khẳng định nguồn trị liệu đích thực trong phép chữa bệnh của ông chính là cái mà ông gọi là từ lực động vật. Ông cho rằng trong phép chữa trị này, một thực thể từ tính bí ẩn nào đó đã được truyền từ bàn tay người chữa bệnh qua cơ thể bệnh nhân. Mesmer đã dùng tên mình đặt cho phương pháp trị bệnh này, và ngày nay chúng ta biết đến nó như là thuật thôi miên. Những bác sĩ khác thì đố kỵ với thành công của Mesmer, đã quả quyết rằng phép trị liệu của ông chỉ là ám thị chứ chẳng có gì hơn. Tuy phát biểu mạnh miệng, nhưng họ phải thú nhận rằng họ không biết
biết bằng cách nào mà sức mạnh của sự giám thị lại có thể tạo nên những kết quả đáng kinh ngạc như vậy. Các nhóm chuyên gia tâm thần, các nhà tâm lý học, những người năng xương, bác sĩ và các nhóm tôn giáo khác nhau đều đang vận dụng một sức mạnh phổ quát nằm trong tiềm thức. Mỗi nhóm người có thể tuyên bố hiệu quả của phép chữa lành là do lý thuyết của mình, nhưng sự thật là không hẳn vậy. Tiến trình của mọi sự chữa lành chính là một trạng thái nội tâm, trạng thái tinh thần hay một lối suy nghĩ rõ ràng. Tích cực gọi là niềm tin. Sự chữa lành xảy ra là do niềm hy vọng mãnh liệt tác động như một lời ám thị mạnh mẽ đối với tiềm thức, từ đó phóng thích sức mạnh chữa lành của nó. Khả năng chữa lành bệnh của người này có thể không khác gì so với người khác. Đúng là nhiều người có thể có những lý thuyết hoặc phương pháp riêng của mình, nhưng chỉ có một tiến trình chữa lành duy nhất, đó là niềm tin, và chỉ có một sức mạnh chữa lành duy nhất, đó là sức mạnh của tiềm thức. Hãy lựa chọn lý thuyết, niềm tin và phương pháp nào có sức lay động nhất đối với bạn. Hãy vững tin rằng nếu có lòng tin, bạn sẽ nhận được kết quả mong muốn. Thí nghiệm của Bernheim, Hippolyte Bernheim, 1840-1919, là giáo sư y khoa tại Nancy, Pháp. Ông là một trong những người đầu tiên giải thích sự ám thị của các nhà trị liệu phát huy tác dụng thế nào đối với bệnh nhân thông qua tác động của tiềm thức. Bernheim cũng lấy câu chuyện về một người đàn ông bị đớ lưỡi làm ví dụ. Bệnh nhân này đã áp dụng rất nhiều biện pháp điều trị nhưng tất cả đều vô hiệu. Thế rồi một ngày nọ, bác sĩ của ông tuyên bố mình đã tìm hiểu về một công cụ chữa bệnh mới chắc chắn sẽ rất hiệu nghiệm. Đoạn vị bác sĩ đặt một nhiệt kế nhỏ vào miệng bệnh nhân. Người bệnh ngỡ rằng đấy chính là dụng cụ có thể chữa hết bệnh cho mình. Vài phút sau, ông ta reo lên vui sướng và nói rằng lưỡi mình đã có thể cử động lại bình thường. Ông Hình nói tiếp, trong các ca bệnh mà tôi từng trực tiếp điều trị cũng có không ít trường hợp tương tự. Một cô gái trẻ sau 4 tuần bị tắc tí đã tìm đến văn phòng của tôi nhờ tôi điều trị. Sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng, tôi nói với các sinh viên của tôi rằng đối với chứng tắc tiếng, chúng ta có thể dùng dòng điện để chữa trị. Thật ra điều tôi nói chỉ có tác dụng như một sự ám thị. Tôi nhớ người mang đến một bộ thiết bị cảm ứng. Tôi áp tay lên thanh quản của cô gái và di chuyển một chút rồi nói: "Bây giờ cô có thể nói to lên." Ngay lập tức cô nói A, rồi B, rồi Maria. Cô gái cứ tiếp tục nói theo bản năng và rồi chứng tắc tiếng đã biến mất. Ở đây, Bernheim đang chứng tỏ sức mạnh của lòng tin và sự kỳ vọng của bệnh nhân, vốn tác động như một sự ám thị mãnh liệt đối với tiềm thức. Ám thị gây ra những đốm xuất huyết. Có thể dùng ám thị để gây ra chứng sốt xuất huyết. Để chứng minh điều này, tiến sĩ Bernheim đã thôi miên một người, sau đó truyền cho anh ta lời ám thị sau. Vào 4 giờ chiều nay, sau đợt thôi miên, anh sẽ vào văn phòng của tôi, ngồi xuống ghế bàn và khoanh hai tay trước ngực, lúc đó mũi anh sẽ bắt đầu chảy máu. Chiều hôm đó, người thanh niên đã hành động đúng như những gì mà tiến sĩ Bernheim đã nói. Sau khi khoanh hai tay trước ngực, vài giọt máu đã chảy ra từ lỗ mũi trái của anh. Một lần khác, Bernheim đã viết tên một bệnh nhân lên hai cẳng tay anh ta bằng đầu cuồn của một dụng cụ trong lúc bệnh nhân đang trong trạng thái thôi miên. Đoạn Bernheim nói, vào lúc 4 giờ chiều nay anh sẽ đi ngủ, hai tay anh đã chảy máu theo những đường nét tôi đã vạch, và tên anh sẽ hiện lên với những mẫu tự bằng máu. Bệnh nhân được theo dõi kỹ lưỡng trong chiều hôm đó. Vào lúc 4 giờ anh ta ngủ thiếp, trên tay trái của anh ta bắt đầu nổi lên những vệt máu tươi, thậm chí còn có vài giọt máu rỉn ra ở vài chỗ. 3 tháng sau, mặc dù đã phai dần, nhưng những chữ cái đó vẫn còn hiện lên mờ mờ. Những sự kiện này chứng tỏ tính đúng đắn của cùng lúc hai định đề cơ bản
được trình bày trước đó, cụ thể là sự phục tùng thường xuyên của tiềm thức đối với sức mạnh ám thị và sự kiểm soát hoàn toàn của tiềm thức đối với những chức năng, giác quan và tình trạng cơ thể. Tất cả những hiện tượng nói trên chứng tỏ sự ám thị có thể gây ra những điều dị thường. Chúng là bằng chứng thuyết phục khẳng định rằng thân tâm là tiềm thức. Một người nghĩ thế nào thì anh ta sẽ thế ấy. Điểm lại những ý cần nhớ. Hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng sức mạnh chữa lành nằm trong tiềm thức. Hãy nhớ rằng lòng tin như một hạt giống gieo vào lòng đất. Nó sẽ lớn lên theo chủng loại của nó. Hãy theo ý niệm là hạt giống vào tâm trí, chăm bón, tưới tiêu nó bằng niềm hy vọng và nó sẽ đơm hoa kết trái. 3. Những sự chữa lành thần diệu bạn được nghe tại những nơi linh thiêng khác nhau là do trí tưởng tượng cộng với niềm tin vô điều kiện vốn tác động lên tiềm thức, phóng thích sức mạnh chữa lành. 4. Mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ trong tâm thức, sẽ không có gì xảy ra, xảy đến cho cơ thể trừ phi có một hình mẫu tinh thần tương ứng. 5. Các triệu chứng của hầu hết mọi căn bệnh đều có thể xảy ra trong bạn do ám thị thôi miên. Điều này cho thấy sức mạnh của những suy nghĩ của bạn. 6. Chỉ có một tiến trình chữa lành duy nhất, đó chính là niềm tin, và chỉ có một sức mạnh chữa lành duy nhất, đó chính là tiềm thức. 7. Bất luận đối tượng của niềm tin trong bạn là thật hay giả, bạn vẫn sẽ nhận được kết quả. Tiềm thức đáp lại những ý nghĩ trong tâm thức của bạn. Vì vậy, hãy xem niềm tin như một ý nghĩ trong tâm thức, và tiềm thức sẽ nương theo đó mà hoạt động. Cảm giác khỏe mạnh tạo ra sự khỏe mạnh. Cảm giác sung túc tạo ra sự sung túc. Cảm giác hạnh phúc tạo ra niềm hạnh phúc. Chúng ta vừa đi qua cái chương 4 nha các anh chị. Là chữa trị tinh thần trong thời cổ. Vậy thì làm thế nào để cuộc sống của mình thay đổi một cách ngoạn mục hơn? Chúng ta tiếp tục cùng nhau đọc và ứng dụng những kiến thức này vào trong cuộc sống của mình, giúp cho chúng ta có thể kết nối được cái vô lượng trí tuệ bên trong chúng ta, giúp cho chúng ta có thể khai mở được cái kho báu bên trong, giúp cho mình có cuộc sống viên mãn hơn. Các anh chị ha, các anh chị tới hôm nay các anh chị đã học tới cái chương 4 rồi, vậy thì chúng ta hãy ứng dụng vào trong cuộc sống của mình nha. Mỗi bài như vậy thì chúng ta nên ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Chúng ta có quyền được lựa chọn thì hãy chọn cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn. Hãy cùng mình tiếp tục đọc tiếp cái chương 5. Cùng nhau tìm hiểu kiến thức này và ứng dụng nó vào trong cuộc sống của mình, các anh chị nhé.